Anh chàng này đang định đánh răng thì bỗng lộn cổ xuống sông quê, tưởng rằng thằng nào phá đám, ai dè đó lại là chiêu trò của sư phụ đang muốn luyện công cho mình. Để giãn dây chẳng hết cỡ và luyện cơ chân, sư phụ treo anh lơ lửng giữa không trung rồi bắt gập bụng 10.000 cái từ sáng đến đêm, dùng chày to như tổ bố liên tục quật vào người tới khi gãy thì mới dừng lại, thay cho nắm đấm của đối thủ để luyện sức chịu đựng. Quái dị hơn cả, đó là sư phụ đã dùng những thân cây khổng lồ thay cho các chiêu thức tấn công bằng chân của đối phương để anh chàng này có thể tìm ra cách khắc chế. Sở dĩ anh ta khổ luyện với một ý chí cao hơn núi đến thế là để phá giải chiêu thức song long bàn chân thối của thằng gia đê này. Vậy anh ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh chàng này kiên cường đến thế? Thì mời anh em đón xem một siêu phẩm mang tên Vua Quyền Cước từng vang danh một thời nha. Tại một sàn đấu ở Bangkok đang diễn ra một trận đấu kickboxer kinh điển giữa hai võ sĩ vô cùng nổi tiếng, đó là Johan, nhà vô địch quyền Anh của nước Mỹ, đấu với ông tổ chiến binh Muay Thái có biệt danh Trang Máu của Thái Lọ. Trận đấu diễn ra rất chi là kịch tính, khán giả hò reo khàn cả cổ để khích lệ hai bên. Tuy nhiên, dường như quyền vương Johan của nước Mỹ đã giành thế thượng phong liên tiếp áp đảo đối phương. Cuối cùng, Johan chốt hạ bằng một pha gót chân đá xoáy hạ knockout chiến binh Muay Thái giành chức vô địch. Cậu em trai Jack cũng từ giới phi lên ăn mừng cùng ông anh vô cùng hạnh phúc. Trên đường về, bất ngờ xe của hai anh em bị một bọn xã hội đen đi khối phần lớn chặn đầu, tưởng rằng mới fan bê tông định xin chữ ký, ai dè bọn chúng lại xông tới hỏi thăm sức khỏe của Johan. Tuy nhiên, chiến binh Muay Thái anh còn đánh cho thấy bà nội thì mấy thằng rơm rơm này có là tác giả tác phẩm gì. Bỗng dưng một thằng da đen xách hàng nóng xuất hiện, hắn nói Johan chiến thắng đã làm hắn mất 400 triệu cá cược, chính vì thế hắn sẽ cho anh xuống suối vàng làm nhà vô địch. Tuy nhiên, hắn lại không cần dùng súng mà lao vào solo 1-1 như hai thằng đàn ông. Quả thực, võ công của thằng này không phải dạng khổ vừa mà thuộc hàng đại cao thủ. Chưa quá 3 chiêu, một quyền vương vô địch như Johan đã bị hắn đạp cho thối nát tim gan, hộc cả máu mồm. Cuối cùng là tuyệt kỹ song long bàn chân thối, tiện đương kim vô địch chính thức nhập quan làm bạn với đất mẹ. Sau đó hắn bẻ đôi đai vô địch của Johan rồi ném vào đống lửa. Jack chứng kiến anh trai bị sát hại thì vô cùng căm phẫn. Cậu bé xông lên thì bị hắn dùng chân và cho xây sầm mặt mày, ngân luôn cạnh xác anh trai. Thứ còn lại duy nhất chỉ là một bức ảnh cháy dở mà Jack đã chụp được trong khoảnh khắc anh trai đang đăng quang vô địch. Và rồi thời gian trôi nhanh như giá đất ở quê. 10 năm sau, cậu nhóc Jack ngày nào nay đã trở thành một cảnh sát ngầm của thành phố New York. Ngày hôm nay, anh đóng giả một ông trùm xã hội đen để diệt tận gốc hang ổ của bọn buôn ma túy. Tay không tấc sắt, Jack vẫn nghênh ngang mà chẳng sợ bố con thằng nào. Sau khi lẻ lưỡi tết bột mì đúng chuẩn dùng để xào kê, Jack liền đưa ra một vali tiền nhưng lại toàn là đô la âm phủ. Quá cay giái vì gặp đúng thằng dở hơi, thằng đại ca đầu cắt moi rút hàng nóng ra và đe dọa: mày ăn gan cóc cộ hay sao mà dám giỡn mặt với ông nội mày? Jack cười lớn sau đó đứng lên và nói: thế chúng mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là cảnh sát đây này, sợ chưa? Tên chúng tức giận: cảnh sát bố mày cũng thịt. Ngay lập tức Jack cướp súng rồi một mình tấn công lũ bọn này. Tưởng rằng anh chỉ là một cảnh sát bình thường, ai dè lại là một tay tuyệt đỉnh cung phu. Cái gì chứ cái bọn khiến bao gia đình tan nát này thì chỉ có thằng tay mà uỉnh. Thằng thì cho ăn đầu gối thần sầu, thằng thì cho họa mi ngừng hót, thằng thì anh quăng lên nóc tủ ngồi cho nó mát. Còn lại thằng đại ca, Jack cho Santo vài vòng rồi úp ngay quả máy sưởi vào hàng tiền đạo, biến mặt hắn thành món thịt xông khói vô cùng đau đớn. Khi tất cả đã được giải quyết thì đồng đội mới có mặt giải vây. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội chậm như rùa. Đã thế khi trở về đồn cảnh sát, Jack còn bị tay cục trưởng đóng cửa rồi cho nghe một bài cải lương miễn phí vì tội không đợi đồng đội mà hành động một mình. Thậm chí súng cũng chẳng thể mang theo. Tuy nhiên cục trưởng nói rằng có một nhiệm vụ ở Bangkok mà cảnh sát quốc tế nhờ giúp đỡ, vậy nên ông cần một đạo phụ ngầm tài ba như Jack đi xử lý việc này. Nghe đến hai từ Bangkok, Jack liền nhớ đến cái chết của anh trai Johan của mình, nơi đó đã ám ảnh anh suốt 10 năm qua nên anh liền từ chối. Tại sao phải nghe cái mồm thối của ông, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng đi. Thấy Jack cương quyết có vẻ khó nhai, cục trưởng chỉ đánh đưa cho anh túi hồ sơ kèm theo vài cuộn băng về nhiệm vụ này rồi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Jack cũng cạn lời nên chỉ đánh chim én ra về. Tối hôm đó, sau khi làm lông sạch sẽ, anh mở thử cuốn băng mà lão xếp già đưa cho xem nó là cái quần què gì. Thì ra đó là một bộ phim trưởng đánh đấm giết chóc. Thoạt nhìn thì tưởng đó là những thước phim bình thường. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Ở bên Thái Lọ có một ông chủ xấu xa chuyên sản xuất những bộ phim võ thuật kinh dị để bán cho giới quý sở tập. Bọn chúng sẽ đến các sàn đấu để dụ dỗ các võ sĩ có thân thủ phi phàm về làm diễn viên. Điều đặc biệt ở đây là những cảnh quay đổ máu lại hoàn toàn không dùng một chút kỹ xảo nào. Tất cả những pha chém giết đều là sự thật. Khi võ sĩ nhận ra mình đã bị ăn thịt lừa thì có lẽ đã quá muộn. Đúng lúc này, một gã cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn là diễn viên chính của bộ phim mới xuất đầu lộ diện. Dĩ nhiên hắn ta cũng là một cao thủ cung phu nên sẽ dễ dàng đánh bại, rồi sát hại nạn nhân một cách tàn bạo. Nhờ vào việc làm ác như con chó này, lão già xấu xa cùng đồng bọn sẽ thu được rất nhiều tiền để ăn chơi nhảy múa. Jack đang xem cuộn băng thì bỗng chết lặng. Anh nhận ra tên sát thủ trong các bộ phim chính là thằng đã giết chết anh trai mình năm xưa. Mặt thì như mặt thớt, da thì như da trâu không lệch đi đâu được. Jack bật khóc vì đây chính là nỗi ám ảnh 10 năm qua mà anh sợ hãi không dám đối mặt. Không thể nhu nhược thêm được nữa, anh liền alo cho lão cục trưởng và nói rằng tôi sẽ sang Thái Lan.
Ngày hôm sau, lập tức Jack đã có mặt tại thủ đô Bangkok xinh đẹp. Tại đây, theo lệnh lão cục trưởng, anh gặp một viên cảnh sát quốc tế cũng đang điều tra bọn tội phạm này. Ông ta nói lão già xấu xa sẽ sai đàn em tìm kiếm nạn nhân từ các sàn đấu về làm diễn viên. Chúng ta có thể giả làm khán giả rồi bắt đầu điều tra từ đó. Tuy nhiên, Jack lại gạt bay điều đó. Anh nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp cha, chúng ta sẽ làm nạn nhân để tóm cổ bọn chúng. Thấy ý tưởng của Jack có phần điên rồ vì quá nguy hiểm, viên cảnh sát có vẻ chùn bước. Jack bực mình đứng dậy rời đi, thực hiện nhiệm vụ một mình mà cóc cần cộng sự làm gì cho Jack việc. Ngày hôm sau, Jack liền bắt con Grab ba bánh tới một võ đường kickboxer nổi tiếng nhất Thái Lan. Thấy một anh tay ba lô lớn nga lớn ngớ, các chiến binh cười nhạo không thôi. Jack liền nhảy lên võ đài và nói, thằng nào nhe răng ra cười thì bước lên đây, nói chuyện với tao bằng nắm đấm chứ đừng làm răng hổ mõm. Thấy Jack ngông cuồng, một võ sĩ liền tung cước lao tới nhưng anh né được. Lập tức Jack phản công bằng nắm đấm nhanh như chảo chớp, đánh cho đối thủ lượn cổ xuống sàn đấu. Thấy vậy, hai chiến binh khác nhảy lên tham chiến. Tuy là hai đánh một không chột cũng quề, nhưng anh vẫn chẳng hề run sợ. Một thằng ăn ngay cú đấm knock out hẹo luôn tại trận. Khán giả hò reo khàn cả cổ. Một thanh niên cơ bắp quan sát Jack một hồi lâu, tuy nhiên anh chẳng quan tâm mà vẫn ra đòn. Thằng thứ hai cũng bị anh quật cho ngã ngửa, đập đầu xuống sàn đấu không ngóc lên được. Jack tiếp tục thách đấu tới hẳn vị huấn luyện viên. Tuy nhiên nghe theo lời thanh niên cơ bắp nên ông ta đã đuổi cổ anh ra khỏi võ đường chứ không đánh đấm gì nữa. Jack thất vọng cho rằng tưởng Muay Thái thế nào chứ giam ba cái võ mèo cào đã làm lãng phí thời gian của anh. Tối hôm đó, lão già xấu xa cùng với lũ đàn em sau khi cơm no rượu say thì đã quay ra xem diễn kịch. Để động viên cho thằng da đen khốn nạn có tên là Khan đóng được nhiều thước phim võ thuật kinh dị hay hơn, lão ta liền gọi 8 em sinh viên năm nhất mà nhìn cứ như mấy bà cô gái chồng ra cho hắn chọn để xong kiếm hợp bích. Sau một hồi cân đo đong đếm, cuối cùng cô nàng Molly đã lọt vào mắt xanh của hắn ta. Nhìn thấy tên da đen cơ bắp cuồn cuộn, cô nàng sợ đóng phim với hắn sẽ hỏng cả người nên không đồng ý. Tuy nhiên, sức cô làm sao chống lại được với bọn xã hội đen này. Trước khi xung trận hành hiệp trượng nghĩa, cô nàng Molly đã dùng khổ nhục kế xin hắn cho đi tắm rửa sạch sẽ. Tưởng cứ thế là xơi, ai dè tên da đen nằm đợi 2 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng người đẹp đâu. Hắn xông vào nhà tắm thì tá hỏa khi vườn không nhà trống, Molly đã chim én từ lúc nào không hay. Lũ đàn em liền tức tốc đuổi theo khiến cô nàng chạy toát hết cả mồ hôi của môi trên lẫn môi dưới. Đúng lúc này, anh chàng Jack của chúng ta đang làm vài chai bia cho nó mát. Anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha, Jack giả vờ say liền chặn một thằng lại rồi đánh túy quyền cho vỡ mõm. Những thằng còn lại đã dồn cô nàng Molly vào ngõ cụt. Bất ngờ Jack xuất hiện như một vị thần. Anh nói, mấy thằng này mày ăn cơm nhà hay ăn cơm cúng để tao còn nấu. Nói xong anh liền tung nắm đấm dạy cho bọn này môn đạo đức công dân. Thằng thì anh ném như đống cứt, thằng thì đấm cho nát hai quả trứng cút, thằng còn lại thì tạt cánh đánh đầu đọ độ cứng của hộp sọ với bê tông. Chưa đầy 1 phút 30 giây, lũ cặn bã đã bị bón hành cho sấp mặt. Anh giới thiệu mình tên là Jack Nam Triệu, thấy anh có vẻ đáng tin, cô nàng đã nhờ anh đưa về phòng trọ. Hai người nhanh chóng làm quen với nhau. Thông qua những bức ảnh, Jack biết cô nàng là một người mẫu nghiệp dư. Molly nói, lão già xấu xa hứa cho cô làm diễn viên, nhưng đóng phim gì thì bọn chúng lại không nói nên mới ra nông nỗi này. Thương cảm với hoàn cảnh éo le của người đẹp, Jack hứa sẽ bắt bọn chúng phải trả giá vào một ngày gần nhất. Miếng ngon tới mồm rồi còn bị thằng khác cướp mất, thằng da đen vô cùng cay giấy. Tuy nhiên lão già xấu xa cùng với những tên đầu châu mặt ngựa của giới quý tộc sau khi xem những thước phim của hắn thì vô cùng tâm đắc. Một thằng nói rằng, chúng ta có thể làm tốt hơn, tôi sẽ tìm một chiến binh mạnh nhất để cho Khan đại chiến rồi bêm chết xem cho đã mắt. Ông chủ xấu xa rất tâm đắc nên giao toàn bộ việc này cho hắn ta và thằng cờ hó Khan toàn quyền quyết định. Ngày hôm sau, Jack phát hiện một người đang theo dõi mình, dụ hắn ta vào ngõ nhỏ, anh bất ngờ lao xuống tóm cổ tại trận, thì ra đó là anh chàng cơ bắp, người đã đứng quan sát Jack thi đấu ở võ đường Muay Thái hôm trước. Jack đưa cho anh ta một tấm ảnh của tên da đen và nói, tôi cần tìm thằng này để đấm cho bọ tay, chứ không muốn đánh với lũ rơm rơm như các anh. Thấy Jack ngông cuồng, anh chàng cơ bắp quyết định dạy cho gã tây ba lô này một bài học. Anh ta nói, ba võ sĩ hôm trước mà Jack đã đánh bại chỉ là học viên mới nhập môn. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu thấy một chiến binh Muay Thái thực sự. Jack không ngán mà lập tức khiêu khích, cầu được ước thấy. Anh chàng cơ bắp liền xông lên đánh cho Jack không trượt phát nào, dường như anh không hề có cơ hội để phản đòn. Ngã lăn quay ra đất, Jack đau quá nên lập tức xin thua. Tưởng mình là gà nhưng hóa ra chỉ là hạt đậu xanh trong giới võ thuật này. Jack nhận thấy võ công của mình không thể nào đánh bại được thằng da đen. Anh nói rằng, thực ra tôi đến đây để báo thù cho anh trai. Biết rằng thằng cờ hó Khan là một tên xấu xa, anh chàng cơ bắp đồng cảm với Jack nên liền nói, tôi biết một người có thể giúp cậu, người duy nhất có thể giúp cậu đánh bại hắn ta, đó chính là sư phụ Muay Thái có tên Bờ Răng. Ông ta sống ẩn dật và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài tại một ngôi làng bỏ hoang bên cạnh dòng sông Mekong. Đây chính là hy vọng duy nhất để Jack có thể báo thù. Ngay lập tức, anh đã đánh một chiếc du thuyền chạy bằng cơm đi bái sư tầm đạo. Một ngôi nhà gỗ đổ nát ở ven sông hiện ra, đây đích thị là lâu đài tình ái của bậc thầy kickboxer mà Jack đang tìm kiếm.
tiến thẳng vào phía trong, Jack thấy một người đàn ông đang làm bạn với ma men. Vừa sáng ra, ông ta đã sạc pin quá đầy nên tâm hồn còn đang lơ lửng trên 9 tầng mây mà không xuống được. Jack không ngờ rằng đây lại chính là vị ẩn sĩ mà anh đang muốn bái làm sư phụ. Tuy nhiên, ông không nhận học trò nên đuổi thẳng cổ Jack ra khỏi nhà mà không thèm tiếp chuyện. Jack đành quay đầu rời đi, nghĩ rằng anh chàng cơ bắp đã lừa mình, nhưng con khỉ của vị sư phụ đã lấy mất chiếc hộ chiếu của anh lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Jack trèo đèo lội suối quay trở lại ngôi làng để tìm lại quyển hộ chiếu. Tuy nhiên vừa tới nơi thì anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng, đó là vị ẩn sĩ đang bị một lũ cướp chuẩn bị hành hình. Với lòng quả cảm, Jack liền xông lên giải vây cho sư phụ Bờ Rang. Bọn cướp dùng vũ khí cũng như quá đông và hung hãn nên nhanh chóng Jack đã bị đánh cho lộn cổ xuống tầng trệt. Tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, sư phụ Bờ Rang liền xông ra xuất cướp. Đúng là đời như lời đồn, võ công của ông vô cùng thâm con nhà bà Hậu. Chân cứ như mái chém, chỉ vài đường đã qua cho lũ cướp không trượt phát nào. Jack thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước sức mạnh của Bờ Rang. Bọn cướp ăn no đòn thì cuối cùng cũng phải rủ nhau cúp đuôi bỏ chạy. Lúc này, vị ẩn sĩ mới khen rằng võ công của Jack cũng khá ra gì, nhưng mà cướp bóc vừa rồi chỉ là để thử lòng anh mà thôi. Khi Bờ Rang nhìn thấy con khỉ cầm quyển hộ chiếu thì ông biết rằng kiểu gì Jack cũng sẽ quay lại nên đã tạo ra màn kịch này. Biết Jack là người trượng nghĩa, nhất định học võ công vì có lý do riêng. Chính vì vậy, ông đã mời anh ở lại ăn cơm. Tối hôm đó, sau khi đánh chén no say, vị ẩn sĩ hỏi Jack về lý do cậu muốn tới đây học võ thì anh cũng đã kể lại tất cả. Anh nói muốn trả thù cho cái chết bi thảm của anh trai sau 10 năm anh đã trốn chạy, đó là thằng da đen có tên Khan, chuyên đóng phim võ thuật kinh dị. Nói đến tên hắn ta, sư phụ Bờ Rang không ngờ lại chính là kẻ thù năm xưa của mình. Ông kể lại rằng, 4 năm trước ta từng là một võ sĩ kickboxer bất khả chiến bại. Tuy nhiên, khi thằng da đen là hàng xóm của Lôi Con từ châu Phi qua đây, tôi và hắn đã giao đấu một trận sống máy. Nhưng do bị kẻ xấu hạ độc khiến tâm trí bất ổn nên đã bị hắn hạ gục bằng tuyệt kỹ song long bàn chân thối. Kể từ đó, tôi bị gãy 4 xương sườn và sống ẩn dật ở nơi đây. Nếu cậu đấu với hắn thì rất có thể sẽ chỉ được về thăm nhà vào ngày rằm vào mùng 1 mà thôi. Tuy nhiên, Jack không muốn trốn chạy nữa. Đó không chỉ là báo thù mà còn là nhiệm vụ mà nhà nước giao cho anh. Thấy Jack quyết tâm, Bờ Rang đồng ý sẽ giúp anh cả hai tay hai chân để báo thù. Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò bắt đầu luyện tập. Trước tiên, để có một đôi chân mạnh như máy chém, sư phụ lấy một cuộn dây thừng trói tay Jack treo anh lên cao, sau đó kéo banh háng để cho dây chẳng giãn hết cỡ, cùng với hai bao cát hai bên để luyện cơ chân. Jack khóc thét xin tha, nhưng sư phụ lại buộc dây cố định không cho anh xuống, sau đó rời đi. Ở lại với anh chỉ có chú khỉ đang cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Luyện tới tối mờ, sư phụ mới thả Jack xuống. Muốn trở thành chiến binh giỏi thì phải biết chịu đòn. Bờ Rang dùng quả chày to tổ chẳng liên tục dã vào người Jack, tượng trưng cho những đòn tấn công của thằng da đen. Từ cổ chí kim, anh chưa thấy một ông thầy nào luyện võ theo kiểu lập dị tới cỡ này. Tối hôm đó, hai ống đồng của Jack thâm đen như dài chó và vô cùng đau đớn. Ngày hôm sau, hai thầy trò tiếp tục khổ luyện, nhìn thấy sư phụ đạp vào thân cây dừa để hái quả thì dễ như ăn kẹo. Jack cũng liền thử một phát thì đúng là ối rồi ôi, không xơi được món này. Để một võ sĩ kickboxer tấn công phát nào chết phát đó, sư phụ bắt Jack phải dùng đầu gối phá vỡ quả dừa như ông, cùi trò sẽ là một vũ khí vô cùng lợi hại. Bên cạnh đó, cẳng chân và cẳng tay cần phải khỏe như voi rừng, nắm đấm phải to như quả dưa hấu. Để đạt được điều đó, sư phụ bắt Jack phải vừa kéo tạ vừa tấn công. Kết hợp với đó, ông sẽ dùng chày táng cho như giã gạo. Tuy nhiên đau quá Jack không chịu được nên đã liền dừng lại. Anh bực mình nói rằng mọi thứ thật điên rồ, ông là kẻ thua cuộc và mọi thứ chỉ làm mất thời gian của tôi mà thôi. Mặc cho sư phụ cố gắng giải thích, đây là những bài tập mà ông đã từng khổ luyện khi xưa, nhưng Jack chẳng thèm nghe mà tức giận bỏ đi. Thấy sư phụ u sầu, tối hôm đó, Jack đã nói lời xin lỗi vì mồm của anh đã đi chơi hơi xa. Sư phụ nói rằng đúng là ông đã thua, nhưng giờ đây ông muốn Jack sẽ là người thay thế ông làm điều đó. Jack cũng hứa sẽ làm bất kể điều gì mà ông chỉ bảo. Sau khi sốc lại tinh thần, ngày hôm sau, sư phụ nói một người chiến binh thì tâm cần phải vững. Chính vì thế, ông đưa Jack lên đền cổ để anh thiền theo phong cách chất chơi người rơi cho tĩnh tâm và cũng để giãn dây chẳng. Tối đến, sư phụ dạy cho Jack cách pha trà. Ông hỏi để có được một ấm trà ngon thì ta cần phải làm sao? Jack đáp, con ra quán trà đá vỉa hè, khỏi cần pha thưa thầy. Sư phụ nghe xong mà tụt huyết áp, ông nói ta cần phải chỉn chu mọi thứ, ngay từ việc chọn trà cho đến chọn nước pha trà, rồi tới việc pha làm sao thì đó là cả một quá trình rèn luyện. Học võ cũng thế, từ việc chọn thầy cho tốt rồi cho đến lúc khổ luyện chăm chỉ thì mới tu thành được 10 quả. Tuy nhiên thầy thì cứ nói mà Jack nghe thì cứ như nước đổ đầu vịt nên chẳng hiểu cái mô tê gì. Sáng hôm sau, anh đang định ra bè đánh răng thì suýt úp mặt vào sông quê. Thì ra sư phụ muốn dạy cho anh cách xoạc chân dưới nước để vừa giãn dây chằng, vừa giữ được thăng bằng mà lại vừa luyện được cơ chân. Khi treo ngược cành cây, Jack đã quen dần và còn gập người để luyện cơ bụng trên không. Kéo tạ ra đòn cũng trở nên dễ như ăn cháo, đòn đánh cũng mạnh hơn rất nhiều. Khi thấy thân thủ của Jack đã đạt tới độ xuất quỷ nhập thần, sư phụ Bờ Rang truyền lại cho anh một tuyệt kỹ cuối cùng để đánh bại thằng cờ hó da đen.
hắn ta có 3 tuyệt chiêu, một là nhảy lên, hai chân đạp thẳng đối phương, hai là xoáy người đạp một chân trúng mặt, và cuối cùng là song long bàn chân thối và vỗ đầu thối tai đối thủ. Nếu khắc chế được 3 tuyệt chiêu này của hắn thì có nghĩa sẽ giành được chiến thắng. Sư phụ Bờ Rang treo những khúc gỗ lim to như tổ bố lên trên cao, tượng trưng cho chân của hắn. Sau đó ông điều khiển những khúc gỗ này tấn công theo 3 chiêu thức của hắn cho Jack phá giải. Tuy nhiên chưa quá 15 giây, Jack đã ngất trên cành quất. Về phía cô nàng Molly, mãi chẳng thấy Jack quay trở về, còn phát sinh mối quan hệ yêu đương nên cô liền tức tốc đi tìm. Khi đi qua một khu chợ, hai thằng đàn em của ông chú xấu xa đã phát hiện ra cô nên lập tức đuổi theo. Molly đánh liều băng qua đường ray mới cắt đuôi được một tên, thằng còn lại vẫn dai như đỉa đói thì cô thọ cho một phát vào háng, sau đó quật cho lộn cổ xuống sông Tô Lịch. Cuối cùng vượt qua bao nguy hiểm, Molly cũng đến được khu đền cổ. Biết được Jack đang khổ luyện công phu ở đây để báo thù cho mình, Molly mê như điếu đổ. Tối hôm đó, khi Jack đang ngâm mình trong bồn tắm thì cô bỗng dưng xuất hiện. Cô nói muốn nạp cho anh chút mana để có sức còn luyện công phu, và chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng đoán được. Đúng là có chút gái gú vào nó khác bọn hẳn. Jack số hưởng lao vào luyện tập một cách xuất quỷ nhập thần vô cùng dũng mãnh. Soạc chân giữa hai bè trên sông với anh cũng dễ dàng như đưa nàng đi ẻ. Cơ thể cũng rắn chắc đến mức đau thương bất nhập, chảy dã cũng chẳng xi nhê. Hai thầy cháu quyết tâm vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập, luyện ngày không đủ thì tranh thủ luyện đêm. Những khúc gỗ khổng lồ tượng trưng cho 3 tuyệt kỹ của thằng cờ hó da đen khô khan này cũng chỉ là muỗi. Học phải đi đôi với hành. Ngày hôm sau, sư phụ Bờ Rang đã đăng ký cho Jack lên sàn đấu để cọ sát. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để đoàn làm phim của lão già xấu xa để ý đến. Bất ngờ, một thằng võ sĩ vô địch chợ đen xông đến, chỉ thẳng mặt anh và nói: "Thằng Mỹ kia, lên đây. Chú có lòng thì anh có nước chấm." Lên sàn đấu, hắn ta tấn công Jack nhưng chẳng trúng phát chết tiệt nào. Anh rút một phát thì hắn đau đớn như thể gãy luôn xương đùi. Cố gắng đứng dậy thì Jack bay người, rút thêm một phát thứ hai gãy xương cổ chết tươi. Tên thứ hai lên sàn đấu thì ăn ngay một phát đạp lăn quay xuống sàn đấu. Thằng thứ ba thì ăn liên tọi đầu gối, sau đó một pha đá móc hàm của Jack khiến đối phương gửi nụ hôn vào sàn đấu. Thằng thứ tư định đọ chân xem ai cứng hơn nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đúng như lời gia cát dự của sư phụ Bờ Rang, tên đàn em chuyên tuyển chọn võ sĩ làm diễn viên cho thằng cờ hó khan sát hại thấy Jack võ công cao cường, hắn liền buông lời dụ dỗ. Biết cá đã cắn câu, thằng cha này hẹn Jack ra nói chuyện riêng rồi ngã giá. Nếu anh đồng ý làm diễn viên sẽ được 400 triệu cho một bộ phim và sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cơ hội trả thù đã đến, Jack liền đồng ý và nói muốn được diễn cùng với người giỏi võ nhất, chứ mấy thằng tép diêu thì tôi sẽ bỏ về. Hắn ta ok con dê rồi đưa cho anh thời gian và địa điểm để đóng bộ phim đầu tiên. Tối hôm đó, khi Jack đưa em yêu đi ăn tối thì bất ngờ lão cảnh sát quốc tế và ngài cục trưởng của anh xuất hiện. Họ đã biết mọi chuyện và vô cùng lo lắng khi Jack đang dấn thân vào chỗ chết. Cục trưởng muốn lên kế hoạch khác để bảo đảm an toàn, tuy nhiên Jack đã quyết tâm thì không bố con thằng nào có thể cản được. Anh đưa cho ông xếp tờ địa chỉ rồi trở về nhà sư phụ. Molly cũng lo lắng không kém, nhưng cô lại chẳng biết làm gì để giúp đỡ anh ngoài việc sạc thật căng mana cho anh đêm nay trước khi ngày mai xung trận để đánh cho nó máu. Sau khi xúc 9 tấn than, Jack không mệt mà còn khỏe hơn cả bò tót nên lập tức lên đường tới địa điểm như đã hẹn. Anh không quên dặn dò sư phụ chăm sóc cho vợ sắp cưới, còn lỡ mà không về được thì cứ chén luôn, sau đó đánh du thuyền rời đi. Trèo lòi cả cơm, cuối cùng cũng đến được phim trường. Nơi đây không khác gì một bộ lạc, nhưng thực chất toàn diễn viên quần chúng của lão già xấu xa thuê về. Bọn chúng đông như quân nguyên nên Jack nghĩ bụng phê này ăn cái lồng rồi. Máy quay, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Cảnh phim sẽ được diễn ra trên một sàn đấu được bao quanh như một chiếc lồng. Bên dưới là những chiếc trống sắc nhọn, kẻ nào rơi xuống sẽ bị đâm cho lòi ruột. Jack xuất hiện trong bộ đồ đỏ chót như bò tót, được lệnh của lão già xấu xa. Cảnh quay chính thức bắt đầu. Lũ hổ báo cáo chuồn cầm trông nhau vào tấn công. Jack tạt sung hữu đột đánh cho bọn chúng biết thế nào là lễ hội. Một thằng đến là một thằng gục, hai thằng đến anh sút chết cả hai. Với cung phu mà sư phụ truyền cho, Jack không ngán bố con thằng nào, chấp hết các loại gió mùa, anh đánh cho chúng tơi bời khói lửa. Nhận thấy quá tẻ nhạt, anh định rời đi thì bất ngờ có một chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu xuất hiện, đó chính là thằng cờ hó da đen đang chèo thuyền xông vào lãnh địa. Không những thế, hắn còn hai tay hai sọt xách theo hai cái xác, đó chính là cô nàng Molly và sư phụ của anh. Thì ra ngay sau khi Jack rời đi, lão già xấu xa đã sai thằng cờ hó khan cùng lũ đàn em bịt mặt dùng toàn hàng nóng bao vây ngôi nhà, sau đó ra tay sát hại sư phụ và bắt cô nàng Molly. Jack giờ đây nhận ra thì đã quá muộn, hắn treo cô nàng Molly vào tấm lưới rồi kéo lên cao, chỉ cần cắt dây thì sẽ rơi xuống lưỡi trông sắc nhọn bên dưới, còn sư phụ thì hắn thẳng tay ném hài cốt xuống hồ không hề thương tiếc. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nước đi này anh không lường trước được, máu chó dồn lên não. Jack xông lên quyết tử với thằng cờ hó này. Vợ công của Jack giờ đây đã khác xưa, hai bên ngang tài ngang sức, ăn miếng trả miếng liên tội. Jack chém mạnh một phát ngang mặt, bay luôn cả lưỡi kiếm, khiến cho chiếc mặt nạ của tên da đen đứt làm đôi. Khuôn mặt phụ khoa vô cùng xấu trai của hắn hiện ra, đúng cái bản mặt này đã gây ám ảnh cho anh 10 năm qua. Cái bản mặt hả hê sau khi giết chết anh trai của Jack không lệch đi đâu được. Jack cầm tấm ảnh bị cháy dở ném về phía hắn. Lúc này, thằng da đen cũng mới nhận ra đây chính là cậu nhóc hắn đã bên 10 năm về trước. Hắn càng hưng phấn và nói: "Tao sẽ cho mày xuống đoàn tụ với thằng anh."
Jack cạn lời liền xông tới tấn công như vũ bão, liên tục tấn công vào hàng tiền đạo, biến bản mặt của hắn thành cái chắn bùn, sau đó đạp móc cằm cho hắn ngã ngửa ra đất sái cả quai hàm. Lúc này, thằng da đen mới thực sự điên tiết, hắn căng cơ mông, dùng cơ đít lao vào củ hành, chân của hắn không khác gì cột đình, liên tiếp giã vào mặt của Jack mà không dừng lại. Cô nàng Molly phía trên vô cùng lo lắng, lũ thổ dân bên ngoài thì cổ vũ như được mùa. Cuối cùng, anh phải lộn người lên trên cao để né đòn. Hắn chém bay chiếc cột cho Jack rơi xuống sàn đấu, sau đó lên ngồi xuống chợ rồi liên hoàn vả bằng mu bàn chân vào người anh. Cuối cùng, hắn chốt một phát đạp cho Jack bay ra ngoài, tí thì cắm đầu xuống trông ngọn hoắt. Lão già xấu xa thì cười hả hê, máy quay vẫn quay không sót một pha hành động nào. Nghĩ đến những nụ hôn nồng cháy mà cô nàng Molly đang đợi sau trận đấu này, Jack lấy lại tinh thần, đợi thằng da đen lấy xào quật cho anh cắm đầu xuống thì tóm vào, bật lên phía trên đạp cho hắn ta ngã ngửa ra phía sau. Cơn cuồng nộ trong người Jack đã chính thức được bộc phát, cứ nhằm thẳng mặt mà dã. Bao ngày khổ luyện, giờ đây chính là lúc để anh phát tiết. Nắm đấm này là để báo thù cho anh trai, phát đạp này là để dành cho sư phụ nơi chín suối. Thằng cơ hó không ăn được nên liền tung ra ba tuyệt kỹ thượng thừa. Tuy nhiên hắn không biết rằng Jack đã luyện quá thành thục nên lập tức khắc chế được quá dễ dàng. Cái gì trừ song long bàn chân thối cũng chỉ là dị vãng cuộc tình mà thôi. Cuối cùng Jack tóm cẳng quật hàng xuống đất như quật khúc gỗ vô cùng đau đớn. Sau đó một pha chốt hạ knock out vô cùng đẹp mắt rồi cộng thêm bãi nước bò cho bạo tức. Bất ngờ hắn ta tỉnh dậy cắn trộm thì bị Jack đạp cho trông nhọn cắm xuyên người. Lũ thổ dân xung quanh cùng lão già xấu xa há hốc mồm kinh ngạc không nói được câu gì. Còn chút hơi thở cuối cùng, thằng da đen thả dây cho Molly rơi xuống, nhưng Jack đã kịp kéo người đẹp vào trong. Lũ thổ dân đồng loạt xông lên như kiến cỏ định đánh hội đồng thì bất ngờ quân đội Thái Lan xông tới khiến chúng chạy tụt hết cả quần. Thì ra sau khi nhận được mảnh giấy có địa chỉ thi đấu của Jack, cục trưởng đã liên hệ với cảnh sát Thái Lan nhờ chi viện. Lão già xấu xa cùng lũ đàn em bị những quả rocket 1 giờ bắn cho cháy đen thành món nướng bóng đêm. Cuối cùng thì Jack cũng báo thù được cho anh trai cũng như sư phụ và tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, núi này cao còn có núi khác cao hơn nên chớ vội khinh thường người khác. Ý chí của con người là vô hạn, không gì là không thể, chỉ cần chúng ta có niềm tin thì ắt sẽ làm được. Jack thì có cô nàng Molly, còn mọt thì vẫn chẳng có ai nên anh em qua nhà mọt hốt liền cái nào, không thích thì tặng 10 bát phở nấm mang về nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Park Park. Bye bye!